Bí quyết săn mồi hiệu quả của loài cây ăn thịt thì chắc quý vị cũng đã biết mấy cái cây mà ăn thịt, hay chúng ta gọi tiếng Mỹ là Venus flytrap. Thì nếu mà quý vị có những cái người con trong gia đình mà có cái sự tò mò, hay các bé hơi nghịch một chút, dũng cảm một chút, thì các bé sẽ thích mang mấy cái cây Venus flytrap này về nhà để nuôi. Nó nhỏ nhỏ xíu như này này. Vậy thì chúng ta cũng thấy rất là ngạc nhiên và thú vị khi mà chúng ta thấy cái cây này nó có khả năng là bắt mấy cái con fly, con ruồi đó, và nó tiêu hóa mấy con đó. Thì nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi là làm sao một cái cây thực vật mà lại ăn được động vật và tiêu hóa cái động vật đó như thế nào? Thì bản tin này sẽ giải thích cái điều đó, thưa quý vị. Được biết là cái cây tiếng Việt chúng ta gọi là cây ăn thịt, hay có người gọi là cây bắt ruồi đó, Venus flytrap. Đây là một cái loài thực vật mà ăn côn trùng để sinh tồn trong môi trường đất nghèo dinh dưỡng. Cái loài cây này, thưa quý vị, có thể cảm nhận được cái sự hiện diện của côn trùng nhờ có những cái sợi lông nhạy cảm ở mặt bên trong của chiếc bẫy mà nó hình thành từ cái phần cuối của lá cây. Nghiên cứu đã được đăng tải trên nhật san là Cell Press and Current Biology trong cái tuần vừa qua. Họ giải thích về cái phương cách mà cái cây Venus flytrap này nó có thể đóng cái bẫy để bắt con mồi, và cái quá trình mà cái cây này nó tiết ra cái hỗn hợp enzyme đó, thưa quý vị, để nhằm phân hủy con mồi. Cái cây ăn thịt này thì, thưa quý vị, nó cũng còn một cái tên khoa học gọi là Dionaca muscipula, hay là Venus flytrap, thì có thể đếm cái số lần côn trùng chạm vô cái bộ phận bắt mồi, sau đó nó bẫy và ăn cái con mồi đó, tiêu hóa nó. Một cái nhà nghiên cứu là Rainer Hedrick thuộc cái trường đại học là Wolfsburg của Đức Quốc cho biết là trong cái nghiên cứu thì ông và các khoa học gia đã tạo ra những cái kích thích điện cơ học ở chiếc bẫy của cây Venus flytrap, giống như là cái quá trình mà côn trùng bị rơi vô cái bẫy này. Sau đó thì họ đã theo dõi cái phản ứng của cái cây, và kết quả cho thấy thì các nhà khoa học là chỉ cần chạm một lần duy nhất vô cái sợi lông ở mặt bẫy là đủ để cây Venus flytrap phản ứng, mở bẫy ra ở chế độ sẵn sàng bắt những cái con mồi. Và ở cái lần chạm này thì cái cây mới chỉ là chú ý tới tác động, chứ nó chưa khép miệng bẫy. Các nhà nghiên cứu của Hedrick cũng đang hiện nay thì giải mã cái trình tự bộ gene của cây Venus flytrap. Họ muốn tìm thêm những cái bằng chứng nữa về cái hệ thống cảm giác và hóa học để trợ giúp cho cái phương cách ăn thịt của cây này, cũng như là cái sự tiến hóa của những đặc điểm này theo thời gian. Thì thưa quý vị, rằng là cái câu trả lời thì chúng ta cũng thấy rằng các nhà khoa học họ cho thấy là họ vẫn đang trong một cái quá trình tiếp tục nghiên cứu nữa về cái khả năng là ăn thịt và bắt giữ cái con mồi của cây Venus flytrap. Và quý vị cũng thấy rằng đây là một cái loài thực vật phải nói là đặc biệt hàng đầu địa cầu của chúng ta, vì là thực vật nhưng mà lại có khả năng là ăn thịt động vật và tiêu hóa động vật đó. Và nó có thể sống trong điều kiện mà cái đất ở phía dưới của nó nghèo nàn, nó không có dinh dưỡng, thì nó bắt và ăn thịt để tồn tại. Yeah.